Audio Jungle. Bà con thì lâu nay mình cũng không có quay clip về cây bambu cho bà con xem, thì hôm nay mình vẫn cập nhật để cho con xem về hình của cây bambu với năm 2017 này. Thì đây là cái vườn bơ của anh Bình ở 352 huyện Karambuk, tỉnh Đắk Lắk đây. Thì anh có trồng với diện tích là 1.200 gốc bơ, thì anh có cần hỗ trợ kỹ thuật bên trái cây từ Buôn Lắc về hướng dẫn và tư vấn cho anh. Thì qua cái vườn của anh này thì mình khẳng định anh là một nông dân, nói chung là rất là chuyên nghiệp, nói chung là gọi là một kỹ sư chuyên nghiệp luôn á. Anh cũng làm cành nói chung là rất là bài bản và đẹp, mình vô mình cảm nhận là anh đạt hiệu quả hầu như là 80%. Thì đây mình cũng hướng dẫn cho anh chi tiết về một số cách làm cành để cho nó theo hướng bên của kỹ thuật bên trái cây từ Buôn Lắc. Thì cái mô hình làm cành của anh á, với 1.200 gốc này á, thì mình thấy rất là hiệu quả, thì nói chung là cũng coi như là tuyệt đối rồi. Thì clip này mình cũng quay và hướng dẫn cho anh sơ về những cái cách làm cành khi mà tạo tán cây cho nó đều và nó thông thoáng để làm bông. Thì vườn bơ này anh cũng chia sẻ là có một số cây trong vườn nó đang hiện tượng nó là làm bông, có nghĩa là bông sinh lý nó ra trước như ở những cây bơ này. Mình quay và con xem á. Thì clip này mình quay cũng rất là thực tế về hình ảnh mà anh Bình đã tỉa cành tạo tán khi mình hướng dẫn cho anh làm theo cái ý của anh, làm sao cho nó hợp lý cho để cho giai đoạn nó ra bông. Cái này ra ho hay không, theo cái đầu quả hay không? Đây là mấy cái cành này chẳng qua là nó rất là nhiều quả, nhưng mà thực tế nó kín quá này, không có ánh sáng xuống dưới là mình buộc phải bỏ nó đi. Chứ còn thực tế cái cành nó rất là mấy cái đó là mấy cành đầu quả. Trong cái thời gian nó mang nụ thì mình nên xịt xuống mấy phút gì. Trong măng nụ thì anh chỉ bón phân thôi. Phun thuốc cho sâu bỏ nó, đừng có anh nó khá nên nó mầm ho thôi. Có làm cái cách nào mà xịt cái thuốc gì để cho nó phân hóa mầm hoa tốt hơn không? Có chứ, mình phải phun thuốc vô chứ. 10 cũng được. Còn nói chung rất nhiều loại, 30 16 cũng được. Mình cắt cái cây này là cắt theo ý mình. Ở cái đó thì không phải rồi. Mà thử ra không? Đường nào cũng phải ra, cái này nó chắc là ra. Một cây đọt nữa rồi bắt đầu nó mới không khó mầm phao được. Cái đó thì ra, nhưng mà như cây này liệu nó có ra không hay nó già rồi nó phân hóa nụ luôn này. Cây như cây này, này. Không, nó sẽ có một số cành, chẳng hạn như những cành trong đây á, nó sẽ làm nụ luôn nè. Ở những cành già đây nó sẽ làm nụ luôn, và còn những cành non về đây cứ ngồi đây nó sẽ ra tiếp một cơ nữa, chẳng hạn những cành non mà còn rất là sung đó, nó sẽ ra. Còn những cái cành mà ở những cành trong thân anh ấy ra chừa này, ở những cành này này nó sẽ làm ho luôn. Và tỷ lệ đậu là của những cành này, đậu trái là của những cành đó. Ở những cành anh chừa ra là hợp lý. Cành này nó bỏ rồi. Cái này vấn đề này. Để mấy cành đó tỷ lệ đậu của nó mới lại cao. Nó cao, tỷ lệ nó rất cao. Cao hơn những cái thằng ở ngoài này. Đâu phải cành to, cành khỏe mà nó đâu phải to khỏe là nó có nó đậu trái đâu. Anh cứ đi kiểm tra coi, đâu phải to khỏe đậu trái. Cứ những cái nách của nó là nó đậu. Cái đó nó siêu quá, nó thật. Nếu mà nó đậu trái mà sau này nó cũng chết thì cái lúc mà răng là cái đâu phát triển đâu. Là nó yếu quá rồi. Yếu quá rồi. Hả? Bôi hết thuốc chưa? Bôi hết rồi. Cái bôi trắng này mà mùa này nó hay phát sinh cái xì mủ lắm mà. Cái bôi trắng này nhiều khi mình nhìn không thấy. Anh em có cái cảm tưởng là tại sao tôi nghĩ là cái cơ bơ mà cắt cành nó quá nhiều thì tự nhiên nó sinh ra xì mủ ở trong thân ra. Có tin không? Hợp lý chứ. Tự nhiên. Nhiều khi cái cành ở gốc thấp quá thì cơ nó ở đây nhiều nước nắm nó nhiều, nắm nó nước nhiều. Thì của tôi không có cắt quá nhiều là gì mà thấy bị đâu. Đây này, tình trạng đây này, không nếu mà cắt nó nhiều kìa. Thứ nhất là xì mủ là do cái môi trường đất của anh nó bị ẩm thấp nè, bình nè, không thoát nước được nè. Để bột nè. Nó mới tạo cho cái điều kiện để nấm nó phát triển. Chứ anh trồng mà thông thoáng ra không có bị... này nó rập quá. Bồn nó thông thoáng nữa, không bị động nước.
còn bồ sao nó bị dây tiêu chết gì, lý do gì uống nước nhiều chết chứ bị gì đâu chứ. Đây là một số cây gốc nó cứ như thế này là sao ta? Nó sàn sùi này chả việc gì hết. Cái này nó đâu có ảnh hưởng gì tới cái cây của nó đâu. Nó sàn sùi này cái bơ bình thường mình nó mặc. Một số vườn trồng một năm mà nó sùi rất là nhiều, cây nó chậm nó không lớn được luôn. Xì nó xì mà thối á thì mới sợ. Không, nó cũng cứ như này nó cứ sùi ra. Nó u thôi, cái này giờ nó u sưng thôi. Cái vườn này em thấy là bị nắng rất là nhiều. Bị hết luôn mà. Cái vườn này nắng toàn diện luôn á. Nửa cái này nè. Là nhiều. Tất cả của em đó 400 cây có 30 cây bị mà. Mà đại số cái đầu dốc của em nha, ở ngoài dốc không bị. 200 cây bị 3 cây, nhưng mà hầu như trên bằng là bị, bây giờ trên bằng nó có cái bồn. Còn như dốc là hầu như trôi hết. Thì anh cứ nghĩ đi, nó không thoát nước được, nó uống nước thì nó tạo điều kiện cho nấm vi khuẩn đồ phát triển. Thì nên nó sẽ bị xì mũ cái thôi. Còn nếu mà không có anh cứ để, anh cứ tìm những cái tiền á. Cây 50 ký, 50 nghìn. Ờ. Vì lá gì được cao, cứ lấy 50 ký, năm nào cũng 50 ký vậy thôi. Cũng là lấy nhiều. 2 tỷ rưỡi mới được cái xe. Xe chưa ngon quá. Thôi đi. 2 tỷ rưỡi còn chưa ngon quá. 2 tỷ rưỡi mà sang năm xe nó hạ giá nữa quá cả. Cường đô la đi cái xe hồng mấy chục tỷ. Thôi sao chỉ cường đô la. Ta là cường đô la đây gọi là bình bơ thôi. Bình bơ. Không để là mình theo ý mình trước làm một cây. Đó, giờ anh cắt ánh sáng nó cũng vô trong thân rồi đó. Anh cắt cái ngọn là thoáng rồi đó. Anh cắt cái ngọn là ánh sáng nó vô thôi, có gì đâu. Còn muốn mà ánh sáng nó vô hết ở đồng giữa thân thì ta cắt mẹ nó cái cây này này. Cái đoạn này này bỏ đi này. Không. Nếu mà ấy là cắt hồi nãy mà anh cắt bấm sát xuống xíu nữa. Ở bên cạnh cành chính á, sát xuống chút nữa. Này, mấy bữa phải làm sao mà gom cái cành này đi không để thằng nào nó đốt một phát nó cháy từ đầu đuôi bọn người anh. Này mấy bữa mục lắm, lá này ít khó chạy. Một cô lên. Cái thuốc thang gì? Thuốc gì cho nó ra hoa đồng loạt? Thuốc em để anh xây anh tí lên em nói cho. Thuốc Nhật à? Thuốc Nhật cũng có anh. Ok. À, kia còn một cái cao quá. Cái này bây giờ quốc rảnh ngon không? Mình quốc rảnh có nhiều rác chôn xuống ngon. Đó, thì bây giờ tại làm sao? Như mình thì mình nghĩ là cái này này. Đừng có nghĩ là cái thằng này mà mình nó ấy là mình bỏ đi. Cái này này. Đối với mình không bỏ. Đó, không. Này là cành quả. Tại vì anh biết sao em lặt mấy cành đó hồi trước không? Thì đó là cây tơ. Em muốn tạo cái tán ra cho nó phát triển nhanh hơn. Chứ còn đã có tuổi như thế này mình không nên lặt như vậy. Bây giờ là cái thời kỳ mình nó cho mình thu hoạch mà. Chứ đâu phải là cái thời kỳ mình để. Tức là cành nào mình để là xác định là để thành quả. Để không phải cái cành đấy. Tức là mình cắt cũng có khả năng có cái cây mà cảm tưởng như ở giữa mình phải cắt đi 1-2 cành chính trong. Thank you.
Thank you.